Hôm nay hai vợ chồng mình á, mưa râm râm nhưng mà quýt kèn, trời không có gió cho nên có thể đi câu được. Đã các bạn, ông quăng xa dữ lắm, tuốt qua bên cái bờ Lục Bình bên kia. Đó. Đó, từ từ nó chạy qua, con mồi nó chạy, để mình quay cho các bạn coi nha. Con trống dành một con mái đó các bạn, ngay bờ sông mà mình nghe con thả đi câu đây, nó đánh nhau vì một con mái, ghê chưa. Nó bỏ con mái lại đây, nó rượt nhau lại đằng kia rồi, nó đánh lộn quá đằng kia xa quá đó, thấy chưa đó. Bây giờ nó vậy quay lại, nó rượt con mái. Hai con nó giữ nhau cuốn ở đằng kia, con mái nè nó giữ mình. Đánh nhau đã đời rồi, được người yêu dẫn người yêu đi kìa, thấy thích quá các bạn. Sẽ đi làm ổ. Khi nó làm ổ rồi á, nó đẻ trứng mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Năm nào tới mùa hè tháng 4 này nó cũng là bắt cặp. Rồi nó đẻ. Nó đẻ rồi ta tháng 5 nó đẻ nữa, nó đẻ 3 lần. Trong một cái mùa này. Cái này là vịt trời đó các bạn, nó giống như con, nó kêu bằng con ngỗng, là thua trận đứng buồn hiu một mình ở đây nè các bạn, các bạn thấy không đó. Mà mình xa quá mình chỉ bấm hết ga rồi nó tới cỡ ngày thôi. Ảnh nội đi rồi đó. Một con chiều thứ bảy, bốn tay tháng năm chảy máu mỏ rồi, xuất con mồi ra luôn hả, quay không kịp, ngồi ở trên xe cái chân nó hụt nữa đó. Cần lấy vợ không? Mm-hmm.
con thứ hai của thứ bảy, bốn tay. It's a nice hat. You know him? You know them? You know it's a nice hat? I heard of him. You hear me? He got a mouth full of teeth. You can eat them? Ooh, cá lóc. Về ăn câu nhà mình, đừng ăn câu nhà người. Bữa nay cũng được hai con. Tính đi chơi thôi. Với con kia nhiêu? 3,5 Đây là cảnh đi câu, đứng xuống dưới nước đây. Từ trong bờ nè, đi ra. Nước lớn rồi. Cái này là đầu tháng 8. Lục bình bữa nay nó chết hết rồi. Mỗi bữa nó đầy nhóc, đâu có câu được đâu. Đó, phải quăng ra tuốt tuốt này kia, ngoài cái đám dạng vàng đó mới tới. Kéo vô. Quá hay. Chuẩn bị. Tôi bình tĩnh chứ không thôi tôi đâu có bấm đâu. À, hay. Mấy phao anh? 4 phao. Hả? 4 phao hả? Lúc mà anh giật á, là chuẩn bị á, là tôi ở đây tôi lo tôi lò mò tôi kiếm cái video. Chứ không thôi là quýnh lên là chật nữa, là không có quay được. Đó, bây giờ là phải đốt dây á. Chứ nếu mà mình móc họng nó ra là nó chết đó. Đây anh hai đây. Rất là mập. Đầu tháng 8 nè quý vị. Bữa nay là 4 tay 2019. Lục bình nó chết hết rồi. Canh con nước đi thì mới câu được. Chứ bình thường câu cũng không có được đâu.
cá lóc nó mạnh lắm, nó khó câu lắm.